Làm full máy zin cho S135 tại tiệm sửa xe khách. Đây. Làm full nồi, full đầu lòng luôn nha anh em. Anh em nào chạy S135 bị tuột nồi, hao xăng, máy kêu, máy yếu, cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Tiệm Khánh là làm full máy cho anh em. Đây, thay biên phụ cùng mới nha anh em. Đây. Lòng bê tông vàng thì kia thay mới hết nha anh em ha. Bao chạy bền cho anh em. Có bảo hành cho anh em yên tâm ha. Đây. Bố cũ là chai nè, chúng tôi bỏ cho anh em, thay bố mới luôn, thay bố mới rồi nha anh em. Đây, bố cũ đây em. Đây, làm bảo hành bao uy tín cho anh em ha. Thay full bộ đồ mới, đồ xịn cho anh em luôn. Anh em muốn làm máy, làm nồi, sơn si, dọn kiển cứ qua ngay địa chỉ 462/15/3/2, phường 2, quận 10 nha anh em. Cái này là S135. 5 số nha anh em, con tay ha. Làm xong là Khánh sẽ rô đai nha anh em. Rô đai xong mới canh chỉnh, canh chỉnh là bắt đầu mới giao xe. Anh em về nhà cố gắng rô đai thêm, tại vì đây là máy mới nha anh em. Lòng bê tông bạc mới ha. Anh em rô đai cho nó nhuyễn, chạy cho nó ngon ha. Đây. Khuôn nồi. Khuôn nồi nồi Thái này chạy gấp bên gấp 3 lần nồi thường nha anh em. Thời gian gắn tầm khoảng 2 tiếng anh em ha. 2 tiếng anh em nếu ở xa thì có thể chờ đợi luôn nha anh em. Chờ đợi lấy xe luôn ha. Tiệm thì mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. 8 giờ tới 5 giờ. Anh em tranh thủ đưa xe qua giờ đó ha. Khánh kiểm tra bình xăng con, rồi lọc gió, buri làm hết nha anh em. Xin dĩa, nói chung là cái nào làm được miễn phí thì làm hết cho anh em. Thời gian bảo hành thì tùy theo gói nha anh em. 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm nha anh em ha. Trong thời gian bảo hành thì được bảo hành miễn phí nha anh em. Có trục trặc gì anh em có qua tiệm chỉnh sửa miễn phí. Không có tốn 1.000 nào hết anh em ha. Đẹp 5 số nha. Quân bộ mới hết nha. Đầu đang chùi rửa sách bắp để gắn nha nè. Ron chính là thay mới hết nè ha. S135 5 số. Có nhận lên full 135, 150, 175, 200, 250 nha nè. Bao anh em đây tour phượt đi đua bao mạnh nha ha. Phượt tour bao bền. S135. Mấy chiếc kia, chiếc hai thì chiếc Acelo anh ha. Đang đợi là anh em muốn mua phụ tùng về thì anh em có liên hệ số điện thoại của Khánh ha, 038 9910 535. Ở xa thì anh em cứ gửi xe tới ha, Khánh nhận xe làm xong gửi lại. Có nhận sơn si dọn kiển làm mới nguyên con nha anh em.